Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Góc nhìn tuyển thủ của Nắng Chói Chang. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ xem thao tác tay của người chơi đi đường giữa của Sài Gòn Phantom, đó là Fit với con bài Rat, để xem Fit đá Rat có hấp dẫn không và chúng ta sẽ học được gì từ Fit nhé. Trước khi vào video, hãy dành 3 giây để bấm like video và subscribe kênh Nắng Chói Chang để không bỏ lỡ bất cứ video hấp dẫn nào nhé. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu vào video ngay thôi. Ability 1 is not ready.
No!
Our middle lane tower is under attack. Your tower has been destroyed. The enemy Dark Slayer has been summoned. Siege Golem has not respawned. Attack the enemy,
tô bầu, bộ của cái thỏa xu sức mới. Come on.